bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Cần phải kiểm tra những sách xuất bản. Tổng hội Phật giáo Pháp giới và Trường Đại học Pháp giới Phật giáo đã xuất bản rất nhiều sách về Phật giáo. Tuy nhiên, có một số sách chưa đạt tới chỗ toàn thiện toàn mỹ. Từ nay về sau, bất luận là sách do ai giảng giải hoặc soạn thảo, tất cả đều phải được kiểm tra cẩn thận trước khi ấn hành. Sau khi được sự đồng ý của mọi người, chắc chắn là sách không còn sai sót gì nữa thì mới được đem in. Từ nay về sau, tất cả mọi việc ở Vạn Phật Thánh Thành đều phải được tiến hành với tác phong dân chủ, chí công vô tư, công minh chính trực, không thiên vị và với tinh thần cầu tiến theo chiều hướng chân, thiện, mỹ. Các sách do chúng ta ấn hành đều không còn có sai sót gì cả, bởi vì nếu có sai sót thì sẽ ảnh hưởng xấu cho mọi người và còn bị phê bình nữa. Do đó, hy vọng mọi người hãy nỗ lực, cố gắng làm cho toàn hảo, đến chỗ tận thiện, tận mỹ. Kinh Phật chứa đựng những lời giáo huấn từ chính kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, do đó một từ cũng không được sửa, một chữ cũng không được sót, nếu không, chẳng những là không có công mà ngược lại còn mang tội nữa. Cổ nhân dạy rằng, y văn giải nghĩa, tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết. Nghĩa là, giảng nghĩa theo văn, oan ba đời, rời kinh một chữ, thành lời ma nói. Từ đó, chúng ta có thể thấy rằng phiên dịch kinh điển không phải là một công việc dễ dàng. Hy vọng mọi người đều dốc hết năng lực để phiên dịch nên những bộ kinh hoàn toàn phù hợp với ý chỉ của chư Phật, không có khuyết điểm. Như thế, một khi được truyền bá rộng rãi, các bộ kinh ấy sẽ giúp cho độc giả hưởng được sự ích lợi của Phật Pháp. Ha ha ha,